tính bằng xuống thì nó không, nó chỉ tầm 2 mét thôi, còn đâu tính. Đây này, của mình là nó dốc như này. Tính dốc thì là 2104. Đấy, nhưng mà tính bằng xuống thì tầm chỉ hơn 2 mét thôi. Đấy, vì nó có độ dốc như này chứ không phải là xếp bằng như này. Khung lên hay là hai khung? 6 thì mình giật thì đằng kia vào. Em vẽ qua cho bác để bác hình dung. Em cứ vẽ qua đi. Vẽ luôn ở đây. Cái bên trong này, cái đi từ đây nghĩa là từ cái mép này này đến đây nó là 1m31. Vâng. Đúng không? Chứ không phải là cái thanh này. Vâng. Đây là đoạn từ đây đến đây. Cái thông tin rất rõ này. Còn cái này chẳng qua chỉ là cái trống. Đấy, cái trống thôi để cho nó khỏe, nó khỏe. Đấy. Cái thanh này vị trí đây là đây, khoảng cách này. Đấy là có đầy đủ hết đây. Đấy. 4 12. Từ cái thanh cuối cùng ở lên đây là 42 nha. Vâng. À. Đây là 1m10, chỗ này chắc là chỗ giá kim này. Rồi, chỗ này 84 và chỗ này 1m10. Theo mẫu theo vẽ này. Rồi. Đấy, cứ thành 4 cái thanh song song đấy là được. Ừ, 4 thanh song song đấy. Thì thế là chuẩn rồi gì? Thì sau này cái này hoàn nó chạm. Ok. Đây là xong sớm về sớm. Đặt vào góc như là hàn được. Cái đoạn kia là
là cái đỡ. Vâng, bác cẩn thận, bác làm thế cũng được, không vấn đề cả. Cái đỡ mái, đỡ pin, nó không trôi. Đỡ pin nó không trôi. Ừ. Cái này sáp lên nó đúng bằng 12 cm. Chắc chắn luôn. Đây cái này nhá. Cái này nhá. Bên kia hàn níu đây nhá.